Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình giảm giá đặc biệt cho bộ khuôn chậu lục giác 25 quý vị nhé. Chậu lục giác 25 này nhà Minh Thiên đang bán với giá là 300.000 một chậu, 300.000 một cái chân. Đó. Nhưng mà nếu như bác nào mà mua cả bộ nhá thì Minh Thiên sẽ bán cho quý vị là 500.000 một bộ ạ. 500.000 một bộ cả chân cả chậu quý vị nhá. Đó. Cho, nhưng mà nếu mà quý vị mua riêng nhá thì vẫn là 300. Mua riêng chân và riêng chậu thì vẫn là 300 một chậu và 300 một chân quý vị nhá. Đó, quý vị mà mua cả bộ Minh Thiên sẽ bán cho quý vị và các bạn là với một cái giá là 500.000 một bộ, gồm một chân chậu và một chậu lục giác 25 quý vị nhá. Đó. Bao ship toàn quốc cho quý vị. Đó, quý vị hãy nghiên cứu nhá và mua chậu lục giác 25 để trồng đào trồng quất những cái cây quất mini để ở cái bàn để bàn uống nước hoặc là ở phòng khách quý vị nhá. Đó. Chậu mini. Đó. Ngoài ra thì các chậu mini khác cũng đều có quý vị nhá. Đó, trong đó có chậu thỏi vàng này. Chậu thỏi vàng nhà Minh Thiên cũng có giá là 300.000 ạ. Đây ạ, quý vị có thể xem. Chậu thỏi vàng. Đây quý vị nhá. Đó. Chậu thỏi vàng vàng mini nhỏ. Đó, và các loại chậu khác nhá. Đó, chậu tròn ống cao quý vị nhá. Đó, tất cả các loại chậu mini Minh Thiên đều bán giảm giá trong dịp cuối năm này quý vị nhá. Đó, các loại chậu voi đây. Đó. Tất cả chậu mini Minh Thiên đều bán giảm giá trong dịp cuối năm này quý vị nhá. Và ngoài ra thì các chậu khác thì đều có chương trình giảm giá hết. Quý vị hãy liên hệ đến Minh Thiên nhá. Để Minh Thiên sẽ bán cho quý vị một cái giá tốt nhất trong dịp cuối năm này quý vị nhá. Đó. À, trong đó là có chậu chậu chữ nhật. Đây quý vị nhá. Chậu chữ nhật vát góc. Dài 1m3 và rộng 78, cao 30 quý vị nhá. Đó. Minh Thiên bán cho quý vị và các bạn là với cái giá là 3.200.000 ạ. 3.200.000 và bao ship toàn quốc cho quý vị nhá. Đó, bên sườn này nó là hình hoa mai quý vị ạ. Hoa mai nhá. Đó, bên sườn là chậu hoa mai này. Đó. Minh Thiên xin nhắc lại một lần nữa là chậu chữ nhật vát góc 1m3, rộng 78 và cao 30 nhá. Đó, lòng trong của nó là hai mảnh đây. Lòng trong hai mảnh quý vị nhá. Đó, quý vị hãy liên hệ đến Minh Thiên nhá để có cái giá tốt nhất cho quý vị nhá. Đó. Các loại chậu ly, chậu tròn. Chậu tròn thì nhà Minh Thiên đang có bộ sưu tập là từ 40, 50, 60, 70, 80, 90 quý vị nhá. Đó, tất cả các loại khuôn chậu tròn đều có đủ kích thước từ 40 cho đến 90. Đó, quý vị hãy liên hệ đến Minh Thiên nhé. Để đưa ra giá tốt nhất và phù hợp nhất cho quý vị ạ. Đó, đây là chậu bát giác. Bát giác 60 quý vị ạ. Đó, lục giác 60. Lục giác 60 nhà Minh Thiên có giá là 1.500.000 nhá. Bát giác 60 cũng bán bằng với giá lục giác 60 quý vị nhá. Trước kia thì bát giác 60 là đắt hơn lục giác 60 là 200.000 đấy quý vị ạ. Nhưng mà chương trình giảm giá cuối năm, Minh Thiên sẽ bán bát giác 60 1.500.000 bằng với giá lục giác 60 quý vị nhá. Đó. Đó nhá. Nếu quý vị mua cả bộ cả chân nhá là 2.500.000. Cả chân và chậu của bát giác 60 quý vị nhá. Chương trình giảm giá tốt nhất cho dịp cuối năm này, Minh Thiên sẽ bán cho quý vị và các bạn giá cả ưu đãi nhất trong dịp cuối năm quý vị nhá. Đó, để sang năm Minh Thiên sẽ lại nhập hàng mới về để cấp cho quý vị. Đó. Rất chi là nhiều các loại chậu quý vị nhá. Quý vị hãy liên hệ đến Minh Thiên và gõ vào đường link ở bên dưới nhá. Quý vị lưu ý là gõ vào đường link ở bên dưới để tham khảo mẫu mã và giá cả nhà Minh Thiên quý vị nhá. Đó. Hôm nay là ngày 16 tháng 12.
16 tháng 12 là những cái ngày cận kề với Tết Nguyên Đán rồi, cho nên Minh Thiên sẽ đưa ra giá tốt nhất để phục vụ cho tất cả quý khán giả trên cả nước. Đó. Hôm nay Minh Thiên thì tạm thời quay video ngắn để giới thiệu với quý khán giả thế thôi. Quý vị hãy lưu ý nha, bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Minh Thiên quý vị nhé.